cho mọi người điều hòa nhé, điều hòa đấy nhá. Đấy, loại này thì ống này thì ống đi này, lại lạnh ở nông về, tức là nó chạy từ cái nhỏ này sang cái to, nhưng mà cái này lạnh hơn này, cái này nóng hơn này. Đấy. Không là cái lợi gì lợi gì đấy. Chai thì là có được xem như thế nào, ống này lạnh hơn nè, ống này lạnh hơn nè, ống này lạnh nhưng không bằng lạnh nào bằng ống này, ống này lạnh lạnh hơn ống này, ống đi lạnh lạnh hơn ống về. Cái này cách đôi ấy nhé.